Hello anh em, mình là Kim Motun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ có một cái chia sẻ này cực kỳ hấp dẫn và hay. Đó, anh em cứ nói là cái dòng sạc Attila này rất là khỏe đúng không ạ? Ở đây trên tay mình đây có một cái con sạc của con Attila VT5. Và hiện giờ ở đây thì mình có một con Attila Victoria. Ở hai cái đường sạc của cái con Attila VT5 và con Victoria này nó sẽ có sự khác nhau như này nhé. Đây, để mình zoom vào cái chỗ này cho anh em coi. Ok, anh em để ý cho mình ở đây. Ở trên cái cục sạc Attila VT5 ấy thì nó sẽ là sạc Hi-Fi anh em nhé. Đó. Đây là hai đường điện ở dưới cuộn mâm lửa nó cấp lên đây. Còn ở trên con M9B, hai con gọi là M9P đấy anh em nhé, chữ P phở đó, thì nó là đường sạc 3 pha anh em nhé. Đây, có 3 dây vàng anh em nhé. Đó, 1, 2 và 3 đây. Đó, để mình zoom vào cho anh em coi. Ok, mình sẽ quay máy đây. Đó, thì ở đây sẽ có 3 dây vàng anh em nhé. Đó, anh em nhìn rõ 3 dây vàng không ạ? Cái hình thức con sạc thì nó nằm ở trong này, thì nó cũng tương tự như con này thôi. Thì mình sẽ không tháo xe người ta ra nữa. Thì ok, thì hiện tại là mình đã cắm hai cái bóng ở đây rồi. Một cái bóng zin theo xe anh em nhé. Bóng zin theo xe của cái đời M9P này luôn luôn sẽ là bóng 60/55W. Và ở đây thì mình sẽ cắm thêm một cái bóng Philips là 35W ở đây. Ok. Thì là mình sẽ test ở một cái mức ga là 3/4 ga. Ok, thì là hiện tại là mình sẽ nổ máy lên và mình sẽ đo cái đường nạp không có tải xem là nó sẽ lên được bao nhiêu vôn. Và sau đó thì mình sẽ test một cái bóng zin theo xe này xem cái hiệu điện thế nó cấp vào bình là được bao nhiêu vôn anh em nhé. Và tiếp theo là mình sẽ cấp một cái bóng nữa là 35W với lại bóng 60W ở đây thì nó sẽ là 95W anh em nhé. Ok. Bây giờ là mình sẽ di chuyển cái máy sang bên này. Clip này nó sẽ hơi rùng rình một tí, anh em hết sức thông cảm bởi vì là cái máy của mình phải di chuyển. Ok. Thì hiện tại ở trên cái xe này ấy, thì là cái bình ắc quy người ta mới thay anh em nhá. Anh em nhìn rõ. Cái này thì mình cũng không biết là thợ ở đâu thay, nhưng họ ghi cái ngày tháng đây 13/4/2018. Mà hôm nay là 14/5/2018. Đó, mình gọi là được một tháng thôi anh em nhá. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test, là mình sẽ đo trực tiếp ở trên cái bình. Anh em nhìn đồng hồ, mình để ở cái thang 20. Đó. Hiện tại bây giờ bình đang báo là 12V56. Ok, thì bây giờ mình xin phép là mình sẽ bật chìa khóa lên và mình bấm để. Nó hơi khó nổ tí anh em ạ, vì cái xe này nó cũ rồi. Bây giờ là mình sẽ ga không tải anh em nhé. Ok, vậy là đã ga không tải thì cái số vôn của con sạc nó sẽ đưa điện vào cấp vào bình ắc quy là 13V anh em nhé. Đó, thì bây giờ là mình sẽ để cái bóng đèn ra đây. Ok, mình sẽ để cái bóng đèn ra đây. Đó, khi mình bật lên là nó sẽ sáng cho anh em coi. Thì bây giờ là mình sẽ test mức 3/4 ga với cái bóng 60W. Ở cái clip này ấy, thì mình muốn là so sánh đường sạc của con Attila M9P này với con Sirius anh em nhé. Mà con Sirius ở cái clip lần trước ấy, thì mình đã có chia sẻ với anh em là lắp con ổn định điện. Đó, thì bây giờ là mình sẽ test tương tự như thế để xem là cái đường nạp của con nào ổn. Ok anh em nhé. Thì thường là anh em hay độ cái sạc của dòng Attila, thì hôm nay mình sẽ lấy chính con Attila này mình test cho anh em coi. Ok, bây giờ là mình sẽ bật đèn lên. Bây giờ điện đang báo là 13,16V. Mình sẽ bật đèn lên. Đó. Điện nó đang tụt dần xuống rồi anh em ạ. 12,62. Đây là mình để gang ti nhá. Ok, bây giờ là mình sẽ ga lên này. 3/4 ga anh em ơi.
2V 70 anh em ạ. Đó, mình sẽ test lại lần nữa. Kết quả lần sau nó sẽ cho là 12V 71. Nói chung là 70-71 thì nó lệch nhau một tí, không vấn đề gì. Ok, thì bây giờ là mình sẽ lấy một con bóng 35W nữa mà mình sẽ tiếp tục là mình cắm vào đằng sau cái đuôi này. Ok, thì bây giờ đây mình sẽ cắm tiếp tục đằng sau đuôi này. Đó, đây là mình không muốn can thiệp gì đến cái dây người ta, mình cắm như này là mình vẫn test được hai bóng. Mình đã thử rồi nhá. Ok, đã sáng. Và công tắc là mình sẽ để nước pha nha anh em nhé. Cái đây là sáng, nó sẽ là pha này. Chỗ trong cái này nó sẽ là cốt. Thì cái này cắm cái bóng bên này là 35-35W thì luôn luôn nó sẽ là 35W. Còn thằng này là 60 là tóc pha, cốt nó sẽ là 55. Thì mình sẽ để pha. Ok, thì bây giờ là mình sẽ lại để vào đây nhé. Ok, bây giờ là mình sẽ test. Đó, thì mình sẽ ga lên cho nó hồi điện đã anh em. Ok, và bây giờ là mình sẽ test cái mức là 95W anh em nhé. Cũng là 3/4 ga luôn. Đó, bây giờ mình sẽ ga tiếp này. Ok anh em, cái điện áp nó báo là 12V 66. Đó, thì mình tin rằng là kể cả con xe này nếu như anh em cắm đến 120W hay 150W thì nó vẫn ok luôn anh em ạ. Đó, không vấn đề gì. Thì hiện tại là đối với cái xe này ấy, thì cái đường sạc của nó là sạc 3 khoa rất là khỏe. Thì tại sao mà mình lại làm cái clip so sánh giữa cái con Attila M9P này với lại cái con Sirius đó, thì anh em cũng thường là hay lắp những con sạc như này. Thì cái đường sạc của con Sirius ấy, khi mà lắp ổn định điện vào thì nó sẽ cho một cái dòng điện tương đương với một con xe như thế này anh em nhé. Đó, đây là đường sạc 3 pha anh em nhé, 3 dây vàng. Còn con sạc của dòng Yamaha ấy, nó chỉ là 1 dây vàng thôi. Ví dụ như con Sirius nó chỉ là 1 dây vàng, gọi là sạc 1 pha. Đó, thì con này nó sẽ là sạc 2 pha. Nó sẽ hai pha đều cấp lên trên một con sạc gọi là hai pha. Còn con này thì 3 dây nó cấp lên con sạc là 3 pha. Còn con Sirius nó sẽ là chỉ là 1 dây vàng cấp lên ấy, thì nó chỉ là 1 pha thôi anh em nhé. 1 dây trắng cấp lên. Mình xin lỗi, mình nói nhầm, 1 dây trắng cấp lên. Đó, thì do cái màu dây này của từng hãng nó làm mỗi màu một khác nhau, nhưng mà cái công năng nó đưa lên thì nó sẽ là như nhau. Ok chị ạ. Đây là cái clip này là mình test như này, nó hơi cập khiễng giữa là thằng Sirius và cái thằng Sega M9P ở đây. Điển hình ở đây là mình có con Attila VT5. À, con Attila M9P, xin lỗi anh em, mình cứ nhầm với con VT5. Đó, Attila đây anh em nhé. Ok, thì là ở cái clip này ấy, là mình test trực tiếp trên cái chiếc xe này. Đó, thì có nhiều anh em nói là dòng sạc của Attila nó cũng tương đối là khỏe. Thì là mình đã đo trực tiếp vào đây. Ở cái clip này ấy, thì mình không muốn nói lên là cái đường sạc con này khỏe hay yếu, là mình chỉ muốn là làm clip như này để so sánh giữa con M9P Attila Victoria ở đây và cái con Sirius mà clip trước ấy mình làm để mình lắp thêm cái con ổn định điện ấy. Đó, thì là khi mình lắp thêm ổn định điện ấy, thì cái hiệu quả đường điện nó cấp tương đương với con này anh em nhé. Ok chị ạ. Vâng, ở cái clip này là mình chỉ test vui thôi. Giờ trưa mình nghỉ, mình mang xe ra, mình ga to lên cho cả làng nó mất ngủ luôn. Ok chị ạ. Vâng, xin chào anh em, mình là Kim Motun. Hẹn anh em ở cái clip tiếp theo. Thì mình sẽ làm nhiều những cái clip mà tương tự như thế này để giải thích cho anh em hiểu về nguyên lý cái đường sạc, cũng như là mình can thiệp như thế nào để cho cái xe mình nó có những cái đường điện hiệu quả, để anh em có thể độ chế những cái bộ đèn xenon hay đèn led hay đèn trợ sáng vân vân và vân vân. Ok chị ạ. Vâng, xin chào anh em. Nếu anh em thấy hay thì like, share, subscribe kênh của mình. Mình là Kiến Motun.